I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn con Võ Lâm Truyền Kỳ ha. Đây là mới tạo con nhân vật hồi nãy, bây giờ mình tạo lại một con nhân vật khác cho các bạn xem. Tạo con nào mà có vũ khí bự bự đẹp đẹp coi. Này Đoàn Thị cầm quạt ha. Minh Giáo cái bàn, Đào Hoa là cầm cung, Võ Đan cầm kiếm cung lưng, Trường Ca, Thiên Dương, Võ Lâm. Đấy, lâu quá không chơi Võ Lâm, đem em Võ Lâm vô. Có Võ Lâm nữ nữa hả? Chưa mở, ok, vô game. Lâu không up game server Việt Nam, nay up lại con server Việt Nam cho các bạn ha. Hãy nhấn giữ cần điều khiển trong hình tròn bên trái, đừng buông ra nhé. Hãy kéo cần này theo hướng muốn di chuyển. Có thấy vòng sáng màu lam trên mặt đất không? Thử qua đó xem nào. Đăng ký thì chắc các bạn đã biết rồi ha. Đăng ký mình không cần hướng dẫn nữa. Bây giờ hướng dẫn mấy cái bình thường thôi, còn đăng ký là không cần hướng dẫn. Ở đây gì mới vào game mà có đội tào lao vậy đó. Này cho danh hiệu nè, ba cái danh hiệu đó, cho full set ngõa phụng ha. Đây set trang bị mới ha các bạn, đó nhìn đẹp ghê không, bộ màu bạc. Ủa nãy anh sư đẹp trai bự con lắm mà giờ mặc vô xong giờ còn ốm yếu vậy ta. Rồi chưa có ăn code gì ha. Rồi bây giờ chúng ta đi ăn code. Mã code thì các bạn nhập ở đây nè, bấm vào nhận quà đó, xong cái ta đi lấy cái mã code nằm dưới phần mô tả ha. Đó đâu rồi, đi kiếm cái mã code hồi nãy mình bỏ đâu rồi ta. Đó mã code rồi, nhập code thành công rồi, vào đó, có ngựa, có ngoại trang, có này có kia nhiều lắm ha. Ngựa cống hiến bỏ qua bên rồi, ngoan nhan hồng liệt tân hỷ ngoan đó. Đây là vũ khí, đây là đồ của ngựa, đây là ngoại trang đó. Võ Tắc Hiên hồi đó là bản chính, là tới giờ là giành nhau bu nhau mà ăn con đó. Ngoại trang này xấu quá. Đù. Ui cái đầu thấy ghê quá. Phải đẹp ghê không. Đây là danh hiệu nè. Đó. Còn này là cường hóa 110. Này là cường hóa 1000 vậy luôn nha các bạn.
Đây có viên đá nè, khảm vô luôn. Để cái áo này đi. Đâu đổ màu tóc nè, ở màu tím, màu đen, này màu bạc nè, với màu trắng đi. Đi qua mua đồ nhựa. Đó, đẹp trai rồi nè. Rồi nhập thêm cái code nữa ha. Rồi code này không có gì hết ha. Rồi còn một cái mã code nữa để mình hướng dẫn các bạn ăn ha. Rồi không được, các bạn vào cái link ở bên dưới ha. Bên dưới có cái link nhận code á, các bạn bấm vào đó, các bạn đăng nhập cái tài khoản ha. Rồi trong đó chúng ta sẽ bấm vào cái phần nhận quà. Đó, là trong đó sẽ có code ngày và code tuần ha. Đó, có mã code ngày và mã code tuần. Đây là mã code ngày nè. Ngày 5 tháng 2 nè ha. Đó. Ngày thì chúng ta thì cứ 5 tháng 2, 6 tháng 2, 7 tháng 2. Đó, bây giờ coi nghe, có code ngày có gì nè. Đó, 500 vạn. Rồi, nhận. Không có gì đáng kể ha. Mà code ngày thì không có gì ngon. Code tuần thì nó được nhiều hơn. Nè, đó. Code tuần nè ha. Hai ngàn vạn đó, rồi ngân sức vì danh vọng nè đó, rồi ngọc hỏa châu, rồi mảnh đồ nè, quá trời nè đó. Đây là điểm danh nè ha, điểm danh cũng rất là ngon ha. Điểm danh là có ngân sức này đây nè nha các bạn. Đấy, nhiều bạn hỏi ngân sức kiếm ở đâu, nạp hay là ở đâu, đây. Còn đây là quà nạp đầu nè đó. Anh em nào muốn nạp đầu thì nhận quà này thì cứ nạp ha. Còn như anh em mà chơi free thì không cần quan tâm. Đấu giá trên này cũng không có gì ngon ha. Tính vật thiếu lâm nè, quá trời. Rồi để coi tính vật thiếu lâm độ đây có bán không. Đây là shop nè. Shop ở đây bán đồ cũng thấy được. Được. Này mua được 10 cái hả. Đây, đây là hơn 400 triệu nè. Đó, 434 triệu kim nguyên bảo. Các bạn đi trend quái nhận thêm ha. Ở đây là shop nè. Nữ Nhi Hồng mua. Chẳng có đi trend thì tài Tu Châu nè ha. Mua 10 cái. Truyền công hỏi mua chìa khóa đó nè. Này là mua hồi nãy mình có 500 rương phải không. Mua 500 chìa. Rồi thừa kế. Rồi thiên kiếm lệnh. Rồi đây nè, đá cường hóa nè. Cường hóa 500 nè ha. Đây là mới tới 500 à, chưa lên được 1.000. Còn đây là lệnh bài đó, bán full ha. Đây là tính vật nè. Rồi bí kíp võ lâm. Rồi đây hộp vũ khí bổn bà
bốn mạng ếch nè ha. Này trong danh sách tùy chọn, cái này là tùy chọn, còn cái này là chọn đồng hành bất kỳ đó. Minh văn nè đó, rồi bí kíp sung nguyệt nè, hợp chọn môn khách nè đó. Rồi ở đây là có mấy con chó trong nhà nè đó. Đây là có thêm đồng hành nè. Ở đây là có mua chứ. Ủa ông này là, ông này là 6, em này là 4 ếch mà phải không ta? Ồ, không phải. Quỷ cốc tử. Trương Tâm Phong mới mới 4 ếch. Đù. Hắc hắc diện Lan Quân luôn nè, có luôn hả? Hàng ngân ngã, đù. Đây có hết nè ha. Ồ, ở đây có tuyệt học nữa nè. Phải. Có bộ đi cài cũng ngân sức cũng hơi phơi à. Ủa quên cái gì quên rồi. Cái này cái gì quên mẹ nè. Quên rồi. Nhưng mà cài cái đó để mua mấy con đồng hành úp lực chiến cũng phơi á. Không thì xài đỡ ngoài này. Có bán hết luôn, vải thiệt chứ. Mua hai cái. Nè, thăng cấp trang bị hỏa phụng nè. Còn đây là đặc quyền VIP nè. Không thấy cái gì ngon hết. Cũng như mấy cái cũ ha, không thấy cái gì mới hết. Nè, tính vật. Ồ, 18 cũng không có gì ngon luôn. Rồi, qua ngân sức nè ha. Đục phơi quá ta. Hơi phơi à. Rồi chạy ra farm map rồi. Admin nói là từ map 50, 70, 90 là có danh vọng và ngân sức ha. Đi trend là ra ha. Không biết có không, ra thử cái bãi rồi. Thì đi vắng rồi ta. Đây có người trend rồi. Chụp có một mình mà trend dữ ta. Xin vô coi. Không vô vô luôn. Vãi vậy. À đồ. Bảy mươi chua với ta. 70 ra cái này đánh 3 giờ hành luôn. Ôi 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 ôi. Phải thì chứ đi đéo coi. Ôi về map 50 quá. Mà 50 chắc còn bị ăn hành nữa.
Trời má 50 mà bé. Mấy chị kéo xe rồi trời. Ôi trời ơi à. Coi coi hoạt động phúc lợi coi nó được gì đây. Đây ha, ngồi thiền là được thêm ngân sức nè, để coi coi. Nghĩ là cái này cài được nè ha. Tại vì mình thấy nhiều người cài quá. Rồi test sơ cho các bạn các tính năng cũng như là những thứ cần thiết ha. Còn lại là các bạn tự tìm hiểu ha. Ở đây là mình xem cho các bạn là ngồi thiền nè. Đó. Là có kim nguyên bảo và có ngân sức ha. Rồi khiêu chiến anh hùng nè, cũng được ngân sức ha. Rồi trừng ác ma không có, ước hẹn không có. Bí cảnh tổ đội nè, có nè ha. Rồi lăng tuyệt phong cũng có nè. Thu hợp lăng tuyệt phong cũng có nè ha. Sơn tặc không có. Võ hằng điện có đá hiên hà. Vận nhiệm vụ hương hội có nè ha. Nói chung là tất cả đều cài được nha các bạn, không cần phải nạp gì ha. Đó, ngoại châu đều có luôn đây nè. Nói chung là dân cài cuốc chơi ok ha. Rồi tới đây thì các bạn tự cài cuốc ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ha. Bye bye. Cái con UC sẽ đau những cái link game này nọ, đau file vậy nó dễ hơn ha. Ở đây mình sẽ lấy một cái file phi tiên 1 tỷ 2 hôm qua để làm ví dụ ha. Đó, kéo xuống, ở đây có phần ấy nè ha. Nó kêu chọn đèn giao thông, địt mạ nó, lỡ bấm vô mấy con nhỏ rồi. Quay lại ha. Bấm vô đây. Nó kêu chọn chọn gì á? Chắc chọn cây cọ hay gì á? À, xe hơi. Mà xác minh này nọ thì xuống ha, bấm vào cái link dưới này ha. Bấm một lần thì nó sẽ nhảy vào một cái link mới. Nếu mà nó nhảy tab á, thì các bạn lên đây nè, bấm bỏ cái tab bên kia ha, để là cái tab lateral thôi ha. Giờ ở đây là chúng ta chờ tiếp ha. Rồi xuống không dây kéo xuống dưới này, bấm vào lấy link. Nếu nó không nhảy qua tab mới á, thì các bạn cứ để như vậy ha. Còn đây là đâu là cái file nè ha. Đó, xuống kéo xuống đây, tiếp tục chờ ha, chờ xong rồi bấm vào đây. Đó, chờ đủ không giây bấm vào. Này nó kêu gì vậy? Đèn giao thông, ở đây làm gì có đèn giao thông trời. Rồi sau hôm xác minh xong không phải là robot thì các bạn kéo xuống ha, tạo đường link nè. Bấm vào. Rồi bây giờ chúng ta hết rồi ha, kéo xuống.
Bấm vào. Đó, lấy được link ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.